Thành phố Cần Thơ có hơn 23.400 hecta cây trái các loại, trong đó có hơn 2.400 hecta trồng sầu riêng, tập trung nhiều tại các quận huyện Phong Điền, Thới Lai, Ô Môn và Thốt Nốt. Hiện tại nông dân trồng sầu riêng ở thành phố rất phấn khởi vì sầu riêng bước vào mùa thu hoạch với năng suất đạt khá cao và bán được giá. Thời điểm này sầu riêng bước vào thu hoạch chính vụ nên giá đã giảm khoảng từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký so với thời điểm nghịch vụ. Tuy nhiên hiện giá bán sầu riêng vẫn đang ở mức khá cao và dễ tiêu thụ. Sầu riêng hạt lép như Tri Sáo, Mõn Thon được nông dân tại nhiều quận huyện ở thành phố Cần Thơ bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức từ 50 đến 60 ngàn đồng một ký, cao hơn khoảng 5 ngàn đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều nông dân trồng sầu riêng, với giá bán hiện nay và năng suất sầu riêng đạt từ 2 đến 3 tấn rưỡi một công trở lên, nông dân có thể kiếm lời từ 90 đến 100 triệu đồng một công.